Cậu Bảy và bà Đen Tây Ninh có liên quan nhau không? Theo các bậc cao niên ở núi cậu kể á, thì cậu Bảy và bà Lý Thị Thiên Hương, tức là bà Đen ở núi Tây Ninh, có liên quan đến nhau. Wow. Vào khoảng thế kỷ thứ 18, núi Bà Đen lúc bấy giờ tên gọi là núi Một, có một võ quan của nhà Nguyễn ẩn tu và là trụ trì của một ngôi chùa trên lưng chừng núi, tức là Sư Chí Tân. Trong một lần xuống núi, Sư Chí Tân gặp một bé trai sơ sinh còn sống nằm giữa tử thi của một cặp vợ chồng. Thấy vậy, nhà sư đưa đứa bé về nuôi và đặt tên là Lê Sĩ Triệt rồi truyền võ nghệ. Trong khi đó, Lý Thị Thiên Hương, tức là bà Đen, xuất thân thuộc dòng họ gốc Bình Định, di dân vào Nam theo chiếu khẩn hoang của chú Nguyễn. Gia đình bà cùng đoàn di dân định cư khai hoang vùng đất Quan Hóa, nay thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Quan Trắng đương thời vùng này là Hà Đảnh. Thấy mẹ của bà Thiên Hương xinh đẹp nên sát hại cha của bà và bắt người mẹ làm hầu thiếp, mặc dù lúc ấy bà đang mang thai Thiên Hương. Người vợ nhẫn nhục chờ ngày sinh con và tìm cách báo thù giết chồng. Bà sinh một bé gái đặt tên là Lý Thị Thiên Hương. Lớn lên, Thiên Hương rất xinh đẹp, được nhiều chàng trai ngỏ lời cầu hôn, nhưng cô chưa dám nghĩ đến chuyện gia thất vì lòng còn mối thù chưa trả. Trong một lần lên núi Một lễ Phật, Thiên Hương bị băng cướp chặn đường. Lúc bấy giờ xuất hiện một tráng sĩ giải vây, đó là Lê Sĩ Triệt. Kể từ đó, đôi trai tài gái sắc nảy sinh tình cảm. Sau đó Lê Sĩ Triệt cưới Thiên Hương làm vợ. Thiên Hương mới kể rõ mối thâm thù giữa mình với cha dượng Hà Đảnh. Biết được ngọn nguồn câu chuyện, Lê Sĩ Triệt đã thay vợ báo thù, cũng từ đó mang án sát nhân. Khi đó, đương lúc Nguyễn Ánh tuyển mộ binh lính để chống lại sự tấn công của nhà Tây Sơn, Lê Sĩ Triệt gia nhập binh ngũ để trốn án. Sau khi chồng tòng quân được một thời gian thì Thiên Hương bỗng dưng mất tích. Và trong một lần thiền định tại núi Một thì Sư Chí Tân được linh hồn của Thiên Hương về báo mộng rằng mình bị thuộc hạ của cha dượng giết hại, ném xác nơi chiền núi. Nhà sư theo sự báo mộng thì tìm thấy thi thể của Thiên Hương, lúc này đã sạm đen nên Sư Chí Tân đem thi thể cô về gần chùa ở núi Một để an táng. Về phần Lê Sĩ Triệt, vì lập nhiều công trạng nên trở thành võ quan cận thần của vua Gia Long. Sau nhiều lần thối lui trước sức mạnh của nhà Tây Sơn thì quân đội nhà Nguyễn phải dạt về phương Nam. Khi đó Lê Sĩ Triệt đưa vua Gia Long chạy vào vùng núi Một trốn tránh sự truy lùng của quân Tây Sơn. Khi tàn quân đói lả trong rừng thì vua Gia Long thiếp đi dưới một tán cổ thụ, mơ màng thấy một người con gái đen đúa xuất hiện bảo những quả chín trên cây có thể cứu đói. Vua tỉnh giấc cho người ăn thử, quả nhiên loại quả vừa chua vừa chát này giúp binh sĩ tạm thời cầm cự. Sau đó vua Gia Long biết được cô gái báo mộng kia chính là Thiên Hương nên ban sắc chỉ phong cho Thiên Hương chức Linh Sơn Thánh Mẫu. Từ đó người ta gọi núi Một là núi Bà Đen Tây Ninh cho đến ngày nay. Vua Gia Long còn giao cho Lê Sĩ Triệt nhiệm vụ nhan khó cho Thiên Hương, đồng thời chiêu binh chờ vua phục quốc. Sau này quân Tây Sơn tràn lên núi nhằm tiêu diệt tàn quân của nhà Nguyễn, Lê Sĩ Triệt phải rời núi Một lánh sang núi Yên Ngựa là núi Cậu sau này. Tại đây ông tìm một ngọn núi cao nhất ẩn thân tu luyện phép thuật, âm thầm tuyển mộ binh lính rèn luyện đao kiếm. Để che giấu tung tích thì Lê Sĩ Triệt chỉ xưng là Cậu Bảy, chính là nhân vật được thờ phụng tôn kính đến ngày nay.